Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với bật lửa rio.vn. Đây, mình lại giới thiệu cho anh em một cây bô. Đây, hộp nó hơi rách một tí. Đây, đủ. Đây, cây này thuộc bộ sưu tập Zippo Việt Nam World, một bộ sưu tập rất là giá trị cho người Việt Nam và cộng đồng Zippo trên thế giới cũng chơi về dòng này rất là nhiều. Đây, mình giới thiệu cây này. Cây này sản xuất năm 1968. Cây này thì mới chưa sử dụng, nhưng mà mặt sau hơi trước do bảo quản và vận chuyển. Đây, vết này vết nổ xi nhé. Chưa sử dụng. Okay. Này bị dơ thôi. Cây này thì là căn cứ hải quân đây là căn cứ hải quân An Thới, là căn cứ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa ấy. Này căn cứ hải quân An Thới này nằm ở đảo Phú Quốc. Tiết ăn mòn Phú Sơn. Nhìn rất là đẹp. Cái này em đang bán với giá 25 triệu nhé. Đây, căn cứ hải quân An Thới Việt Nam. Đây, căn cứ này thì được xây dựng năm 1960. Hiện tại vẫn đang còn sử dụng á. Sốt cộng. Rất là đẹp, giá trị sưu tầm rất là cao. Rồi, chào anh em nhé.